Rồi các bạn ơi, hôm nay mình có mấy cái điểm mà mình sẽ phải giải thích lại, nốt lại, bởi vì trong khi mà mình chấm bài ấy, thì mình phát hiện ra là có những cái phần kiến thức mọi người chưa được học, hoặc là mọi người đã nói những hôm trước rồi nhưng mà nó chưa khi đưa vào bài tập, cho nên là mọi người các bạn cũng 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 có phần là còn lúng túng. Thì thứ nhất là mình quay lại bài 71 nhá, là bài Sleep Tight. Thì mọi người thấy là đây là cái tình huống mà năm đầu tiên chúng ta làm kiểm toán, đúng không ạ? Và năm ngoái ạ, thì previous auditor issue một cái unmodified audit opinion. Nói đến cái phần này thì mình sẽ phải nói một cái phần kiến thức liên quan đến first year audit, có nghĩa là năm đầu tiên làm kiểm toán phải làm như thế nào. Cái này là phần lý thuyết mình sẽ nói trước nhé, để mọi người đến những cái bài sau mọi người gặp mọi người cũng sẽ có thể làm tương tự. Khi mà chúng ta nói đến câu chuyện các bạn là first year audit, thì các bạn sẽ, nếu mà thực sự là kiểm toán viên nhé, thì nó sẽ quan tâm mấy cái điểm. Thứ nhất là cái này mình nói rồi này, là có một cái thủ tục gọi là client screening. Mọi người nhớ những cái keyword này để đưa vào bài. Khi mà các bạn đưa vào bài những cái từ mà đúng keyword thì người ta sẽ có cảm giác là các bạn rất là practical nhá. Còn nếu mà mọi người viết sai các cái keyword ấy, thì người ta hiểu ngay là các bạn không hề làm kiểm toán, cho nên là cái việc mình mô tả ra nó không đúng đấy. Khi mà first year audit thì cái động tác client screening này sẽ đưa ra risk assessment đầu tiên, và client screening xong thì mới đến ký đến hợp đồng, đúng không? Và sau khi ký hợp đồng thì biết là năm ngoái các bạn có một ông gọi là previous auditor, đúng không ạ? Nghĩa là kiểm toán viên tiền nhiệm. Cái câu chuyện concern với previous auditor này sẽ là, thứ nhất là opinion, last year opinion là gì? Lại chia ra thành hai option. Option thứ nhất, nếu là năm ngoái ạ, là ý kiến chấp nhận toàn phần, nghĩa là unmodified hoặc là unqualified, là ý kiến chấp nhận toàn phần, qualified. Thì với ý kiến chấp nhận toàn phần này thì chúng ta có ít rủi ro hơn, nghĩa là cái này là risk là thấp này, đúng không ạ? Nghĩa là chấp nhận toàn phần mà. Cái phần ý kiến thứ hai là các loại ý kiến còn lại, bao gồm có qualified, qualified thì cái ngoại trừ nhá. Cái thứ hai là disclaimer. Và cái thứ ba là adverse, ý kiến trái ngược đó. Thì cái này mình cũng đã từng nói rồi, chắc là mọi người chưa vào bài tập nhưng mà không nhớ thôi. Thì cái này là rủi ro của nó rất là cao, bởi vì là trong báo cáo tài chính năm trước hẳn là phải có một cái chuyện gì đó thì mới dẫn đến cái này. Cái thứ hai á, đấy là cái việc phối hợp, cái việc mà mình work với previous auditor như nào, chúng ta sẽ phải phối hợp với kiểm toán viên tiền nhiệm. Tại sao lại như thế? Mọi người hình dung này, các bạn có ví dụ, mình nói ví dụ như thế này thôi. Giờ các bạn có tài khoản non-current asset thì bao giờ cũng đi có một là tài khoản nguyên giá, đúng không? Hai là accumulated depreciation, đúng không? Cái này ai cũng biết, đúng không ạ? Rất là cơ bản, đúng không ạ? Nếu như là năm nay, ví dụ năm nay năm 2022, năm ngoái là năm 2021. Ví dụ các bạn có số dư chỗ này là 1 triệu, năm ngoái là 500 như này, đúng không ạ? Accumulated depreciation ví dụ năm ngoái là 300 nghìn. Đấy, năm nay là 520 nghìn, ví dụ như này. Được chưa ạ? Thì khi các bạn chỉ có scope của các bạn là làm kiểm toán năm 2022 thôi, và các bạn nghĩ rằng các bạn chỉ phải kiểm toán trên 480.000 này thôi, nhưng thật ra 480.000 này nó bắt nguồn từ 200.000 năm ngoái, đúng không ạ? Và cộng thêm 500, từ 200.000 này người ta cộng thêm 500.000 nguyên giá, rồi người ta mới trừ đi cái phần khấu hao tăng thêm là 220.000 thì mới ra 480.000 này. Cho nên cái số dư 480.000 này nó đúng hay nó sai là nó phụ thuộc vào 200.000 đầu kỳ. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Và đấy là lý do vì sao cái số dư đầu kỳ rất quan trọng. Nếu giả sử năm ngoái số dư này không được công nhận, ví dụ bị qualify, người ta nói rằng là báo cáo tài chính này, rồi lại là quen mồm, nó hơi to.
Nếu mà người ta nói với các bạn là trên ý kiến kiểm toán năm ngoái, người ta nói rằng là các bạn bị qualify, cái báo cáo này qualify phần non-QRSS, thì cũng có nghĩa là người ta đã không chứng minh được, người ta không có bằng chứng cho việc 500.000 cost và 300.000 accumulated position. Có thể là người ta không có hồ sơ của 500.000 nguyên giá này, mà nếu trong đầu kỳ đã không có hồ sơ của 500.000 nguyên giá này thì chắc chắn một điều là trong 1 triệu nguyên giá của 2022 thì 500.000 này cũng không đầy đủ hồ sơ, đúng không ạ? Và đấy là lý do ra chúng ta phải check số đầu kỳ. Vậy nếu như năm ngoái không phải là tôi làm kiểm toán, tôi không có giấy tờ làm việc của phần hành này năm ngoái ạ, thì tôi sẽ phải work với cả previous auditor như sau. Thứ nhất ý ạ, là tôi sẽ phải gửi một cái thư từ auditor được bổ nhiệm, mới được bổ nhiệm, được chưa ạ, gửi cho khách hàng, bảo là gì ạ, là chúng tôi xin phép khách hàng để chúng tôi được gửi thư đến previous auditor, bởi vì chúng tôi cần có thông tin về số dư đầu kỳ và working paper về giấy tờ làm việc của previous auditor. Client phải gửi một cái thư cho auditor bảo là được rồi, tôi chấp nhận. Sau đấy, client sẽ phải gửi một cái thư đến previous auditor là kiểm toán viên tiền nhiệm, hoặc là gọi là outgoing auditor, nói là chúng tôi xin thông báo với các ông biết là năm nay chúng tôi không lựa chọn các ông làm auditor nữa, và thay vì đấy chúng tôi đã bổ nhiệm cái ông khác rồi, thế nên là ông hãy vui lòng là liên hệ, nếu như ông kia ông có liên hệ thì hãy trả lời, đúng không ạ? Ông này ông lại phải gửi về cái thư là tôi đã nhận được cái thông tin như thế rồi, dù đấy là tin buồn nhưng mà tôi cũng sẽ chấp nhận thôi, ok. Thế và ông auditor mới này mới gửi một cái thư yêu cầu là chúng tôi cần đánh giá rủi ro với cả số dư đầu kỳ, nên là chúng tôi xin phép là có một cái assessment, nghĩa là được tiếp cận vào giấy tờ làm việc. Thì previous auditor phải trả lời là đồng ý, đúng không ạ? Đấy, có 6 cái thư như này. Trong thực tế là như thế đấy các bạn ạ. Và theo bọn mình khi mà liên hệ với kiểm toán viên tiền nhiệm ấy, thì thông thường là vẫn phải gửi thư cho khách hàng phải đồng ý. Sau đấy khách hàng thông báo cho previous auditor và mình gửi. Chỉ có khác một điều, đấy là thông thường previous auditor rất là ít khi trả lời thư của mình. Cho nên bọn mình sẽ viết một cái thư theo một cái kiểu là, bởi vì năm nay thay vì là bổ nhiệm mà ông thì người ta đã bổ nhiệm chúng tôi, cho nên là chúng tôi viết cái thư này để hỏi ông xem là có rủi ro gì ở số đầu kỳ không. Nếu mà đến ngày này chúng tôi không nhận được trả lời thì chúng tôi hiểu rằng không có, đúng không ạ? Thế thì cái câu chuyện này, đây là một cái thủ tục ở trong chuẩn mực, người ta yêu cầu các bạn phải làm như vậy. Cho nên trong tình huống này mình thấy có vài bạn nói đến cái rủi ro đầu tiên là ở đây người ta đang năm đầu tiên kiểm toán. Thật ra câu này không sai, mình có viết là mình có comment cho các bạn là cái này không sai, nhưng trong bài này thì không cần chọn, bởi vì ở trong bài 71 này ạ, là các bạn explain tám, các bạn mô tả ra 8 cái rủi ro, mà thực ra nó rất là nhiều rủi ro trong này, có đến hơn 10 rủi ro cơ. Thì cái này lúc này nói cái rủi ro đấy không chính xác lắm. Bởi vì sao mình nói là không chính xác lắm? The previous auditor issued an unmodified audit opinion last year and assessed to prior year has been granted nhé. Người ta đã làm hết các thủ tục cần thiết rồi. Thứ nhất là người ta đã đánh giá năm ngoái ý kiến kiểm toán là ý kiến unmodified opinion, đúng không ạ? Người ta cũng đã có cái quyền để assess vào paper năm ngoái rồi, được chưa? Thế nên là các bạn nếu mà các bạn định nói cái issue này thì các bạn phải nói đến chuyện là sẽ phải làm risk assessment tổng thể trên toàn báo cáo tài chính, sau đấy sẽ tập trung vào assess cái working paper của những cái phần hành mà có rủi ro. Đó. Ok ạ, mọi người đã hiểu cái phần này chưa ạ? Một cái điểm nữa mình muốn nhắc khi mà mình đọc cái bài viết của mọi người ạ, và mình muốn nói với các bạn một cái kỹ thuật này cũng cần đấy ạ, đấy là kỹ thuật audit answer. Audit answer có nghĩa là mình có thể dùng một cái cách, đấy là đọc câu trả lời xong rồi mình học cái cách người ta trả lời. Bởi vì mình có cảm nhận là thứ nhất là về thứ tự, thứ hai là về cái lối viết ấy, thì mình có cái cảm nhận là có một số bạn đã đọc answer trước rồi xong quay ra tự viết in your own words, cho nên cái ý là các bạn rất là giống. Không sao, lúc mình học thì chuyện đấy cũng rất là bình thường, nhưng có một cái điều nó bị thành một cái điểm hơi dở, đấy là mình sẽ không brainstorm được là cái ý này thì cần viết cái gì, và cái đấy là cái mình đang rất là muốn muốn mọi người phải học.
Thế mình dạy mọi người một cái cách, đấy là cái cách body answer. Mình thực ra mình đã có thu một cái video riêng về cách body answer rồi đấy ạ. Mọi người cần có thể xem ở trên, mọi người có thể search ở trên cái kênh YouTube của mình đã nói về body answer rất nhiều lần rồi. Nghĩa là thế này, body answer thì không dùng được cái quyển sách này ạ, không dùng được quyển sách BBP này. Mọi người có biết tại sao body answer tôi lại không muốn dùng quyển sách này không ạ? Đây ạ, ví dụ như bài 71 nhá. Mình sẽ dở answer cho mọi người xem bài 71 người ta sẽ giải quyết như thế nào. Thứ nhất là khi đã đi answer thì các bạn cần phải dùng past year question chứ không phải là dùng study sorry dùng revision kit. Bởi vì là khi mà các bạn dùng revision kit ấy, nó có một cái sự thật đấy là người ta viết sách ấy, thì người ta sẽ viết dài và phức tạp hơn rất nhiều so với việc bài thi thật. Đấy ạ, mình nói ví dụ như thế này. Các bạn có nhìn ở đây là bài 71 đấy ạ. Đúng không nhỉ? Đúng không ạ? Đây ạ. Thứ nhất là người ta viết dài hơn, phức tạp hơn. Thứ hai là câu văn của người ta cũng uốn éo, vặn vẹo hơn. Nhưng mà bài mình không biết bài Sleep Tight này lấy từ đề thi nào. À, bài này không phải lấy từ một cái đề thi. Đó. À, tuy nhiên, đây ạ, mọi người có thể xem thử một cái đề thi. Các bạn sẽ xem thử một cái bài thi của ACCA và answer của ACCA thì nó sẽ như thế nào. Bây giờ thì mình không dạy dựa trên cái bài past year question này. Lý do là bây giờ chúng ta có ít past year question quá. Đây, người ta chỉ có mỗi practice exam rồi past exam ở đây thôi, đúng không? Và các bạn phải log in vào practice platform. Tạp thế đấy ạ, bây giờ rất là khó để log in mà được. Thường thì mình cũng có lưu rất là nhiều past year question, thì thường là mình sẽ dùng bản thân mình ấy, là mình sẽ prefer là dùng past year question để audit answer. Và chúng ta nên làm cái việc này khi mà các bạn sắp thi. Ví dụ nhá, ACCA, CCA, AA hoặc là F8 của kỳ, ví dụ như là June 2021 chẳng hạn. Đây ạ. Đây ạ, thì mọi người sẽ nhìn thấy mình ví dụ một cái câu hỏi như này. Đây ạ, mình đã nói với các bạn rằng tất cả các bài thi đi thi thì đều có phần audit risk và audit response. Mọi người có thấy không ạ? Mình đang chứng minh cho các bạn là mình chỉ random Google bất kỳ một cái kỳ nào thì mình cũng có bài đấy. Đấy ạ. Thế thì khi mà đi answer nhá, thì các bạn sẽ đọc đề bài trước. Bước 1 là các bạn đọc đề bài. Sau đấy các bạn dở giúp mình đến cái phần này nè, phần marking scheme. Đây là cái phần mà ở sách revision kit người ta không có. Revision kit người ta chỉ có đề bài và có answer thôi. Nhưng mà ở đây mình lại cần cái phần hướng dẫn, đúng không ạ? Các bạn có nhìn thấy phần audit risk and auditor's response ở đây không ạ? Người ta cho điểm không ạ? Người ta bảo là có 7 yêu cầu, có 7 point. Nhưng ở đây tôi nghĩ ra được là refund liability là 1, reduce quantity provision là 2, good in transit là 3, inventory count attendance là 4, allowance for receivable là 5, fraud là 6, payable aging backlog là 7, training cost capitalize là 8, renewal overdraft facility là 9. Thấy không ạ? Người ta sẽ liệt kê cho các bạn 9 cái. Cái các bạn học ở đây này chính là làm thế nào nhìn ra 9 cái này. Và nếu các bạn ăn đọc đầu bài xong, mình nốt ra đây để mọi người nhớ nhá. Đầu tiên bước 1 nhá là mọi người phải đọc question. Bước 2 là mọi người bắt đầu là highlight ra các cái gạch đầu dòng của các bạn. Đúng không ạ? Các bạn tự idea brainstorming. Đấy, ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, các cái ý đấy là gì? Được chưa? Thứ ba là các bạn mở marking scheme, dùng marking scheme để các bạn check
check xem là cái idea brainstorming của các bạn ấy có match với cả XML hay không. Ví dụ, tại sao XML người ta không hề nói gì đến việc kiểm kê cuối kỳ, người ta chỉ nói có một câu là cuối kỳ người ta kiểm kê thôi, mà các bạn lại nói là có rủi ro rằng là kiểm kê nhưng chưa chắc gì đã đúng. Người ta có nói thêm rủi ro gì về cái đấy đâu. Mà nếu như các bạn tự nghĩ ra cái ý đấy, đấy các bạn brainstorm cái về đây, vào đây là inventory count. Nhưng khi các bạn check marking scheme nó không có inventory count thì các bạn biết luôn là với cách tư duy như thế là các bạn bị mất điểm. Được chưa ạ? Các bạn cảm thấy là các bạn viết được ra một idea nhưng thật ra là các bạn mất điểm rồi. Thứ hai là sau khi các bạn marking scheme xong, các bạn làm quen cái việc này cho đến khi mà các bạn cảm thấy là các bạn hiểu được là cái đề như thế thì phải viết cái gì. Các bạn hiểu được là đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6 như là mình hướng dẫn ở trong các clip của mình ấy, là tại sao mình nhặt được ra 7 cái đấy rồi. Các bạn có thể cái phần này cho đến đây ấy, là mình đã làm giúp các bạn ở trong cái bài mình hướng dẫn rồi, bởi vì mình đã nói sẵn các cái ý cho các bạn rồi, là đã qua cái phần này. Còn khi các bạn tự idea sơ thì các bạn phải tự nhặt ra idea rồi, đúng không? Sau đấy các bạn mới tự viết, bởi vì các bạn có ý rồi thì các bạn sẽ tự viết, write in your own words. Sau khi các bạn tự viết xong, các bạn lại bước cuối cùng, các bạn mới mở cái answer ra và các bạn sửa lại các cái keyword theo answer mà người ta cung cấp. Ví dụ, các bạn bảo là identify, clarify, whatever gì đó. Nhưng mà tôi nói với các bạn rằng là không phải nói như thế, mà phải nói là inquiry the management to understand whatever gì đấy. Thì lần sau, sau khi các bạn viết được theo cái văn phong của các bạn rồi, các bạn học được cái keyword, các bạn vừa đáp lại. Đây mới là cách để tự học hoặc là tự audio answer khi mà các bạn làm những cái bài mà không phải là có người hướng dẫn. Mọi người hiểu không ạ? Các bạn, nếu như mình không biết là, tại vì lớp mình cũng rất là vắng, thì mình không biết là các bạn đã từng đi học F8 của người khác chưa? Mình ngày xưa mình học F8 là của một người thầy, một thầy ở Malaysia dạy. Các bạn biết là thầy ở Malaysia dạy theo cách nào không ạ? Là thầy đưa đề lên, sau đó thầy ngồi thầy làm, thầy tự làm đề luôn ấy ạ, thầy chép ấy ạ, thầy đọc ấy ạ, đọc chính tả ấy ạ, và bọn mình chép ấy ạ. Thế thôi. Và bọn mình không hề được học là cái cách nghĩ là như thế nào. Cho đến khi mà mình trượt và mình phải tự học lại, thì mình mới phát hiện ra là mình được chữa vô vàn nhiều đề, nhưng mình không hề có cái câu chuyện idea brainstorming. Cho nên mình không thể nào nhặt ra được idea như thế. Và cái nguy hiểm ở đây đấy là nếu như các bạn đọc answer quá nhiều đấy, hoặc là giống như bọn mình chép đề của thầy, chép bài giải của thầy quá nhiều ấy, thì mình cứ mặc định là chuyện này nó rất easy. Bởi vì giống như mình đọc ấy, mình thấy nó make sense lắm, nó hợp lý lắm, nó hay lắm. Nhưng mà liệu cái hay lắm, cái hợp lý lắm có được điểm không? Và khi mình đi thi mình có viết được không? Rồi ạ. Đấy là mọi người nhớ cho mình cái cách audio answer này nhé. Vậy nên nếu mọi người muốn được tự audio answer mà không dùng các cái đề mà mình cung cấp, thì mọi người có thể dùng passive question, được chưa ạ? Và đây là cái cách mọi người có thể tự học. Còn nếu mà như trong bài này thì mình rất là recommend là không nên đọc answer. Bởi vì cái answer của sách VP người ta viết rất là dài. Các bạn biết đấy, người ta viết sách mà, cho nên là người ta có nhiều thời gian lắm. Người ta không bị giới hạn thời gian như chúng ta đi thi. Đây ạ, vừa nãy mình có show cho các bạn xem. Đây là answer của XML trong đề thi thật. Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy ở bên cái cột audio response không ạ? Đúng không ạ? Người ta chỉ viết thế nào ạ? Một điểm là một thủ tục. Cái thủ tục nào ngắn lắm người ta mới viết hai thủ tục, đúng không? Ví dụ nhá, ở đây là khách công ty này có cái policy là trả lại hàng. Thì audio response sẽ là hỏi xem là thủ tục trả lại hàng này được áp dụng vào cuối năm và lúc đấy đã có ảnh hưởng của FS15 chưa? Thấy không? Chỉ có một thủ tục hỏi cái gì đấy, đúng không? Ví dụ, ở đây là năm 2021 là cái năm FS15 nó rất là nổi, cho nên là trong câu chuyện này nó hỏi đến. Ví dụ, người ta nói đến 6 tháng bảo hành thì ở auditor response sẽ là tính lại, kiểm tra cái tính toán của warranty provision và xem nó hợp lý hay không. Cái thứ hai là dựa trên các cái giả định nào. Thấy không ạ? Để biết rất là ngắn. Sách VIP thì sẽ biết như nào. Đây ạ, cũng là warranty này. Mọi người xem, người ta biết warranty nha.
Đâu ấy nhỉ? Đây ạ. The two-year warranty on the bed, blah, blah, blah. Thì bên này người ta viết đến ba thủ tục: establish the basis of the amount, reperform any calculation, review the level repair. Các bạn có thấy là XML thì người ta chỉ viết tối đa là hai không ạ? Và khi mà người ta viết hai là cái thủ tục nó rất là đơn giản, đúng không? Hoặc là liên quan đến nhau. Nhưng mà ở đây thì cái nào người ta cũng viết hai với ba. Tại sao ạ? Mình nói lại nhé, người ta viết sách mà, người ta không bị giới hạn thời gian như các bạn, và người ta phải luôn luôn viết như thế để các bạn cảm thấy là nó rất là đầy đặn, nó rất nhiều kiến thức, và câu văn của người ta cũng rất là khó, đúng không ạ? Vì thế mình khuyên thật mọi người là các bạn không nên đọc answer của revision kit để audit answer đấy ạ. Thì đấy là cái mà mình muốn share với mọi người khi mọi người tự học. Vậy ạ. Và nếu như thật sự nếu mọi người có thể đọc answer xong tự viết lại thì việc gì mình phải hướng dẫn mọi người đọc để vỡ đề, đúng không? Bởi vì khi mà mình đọc, chúng ta cùng nhau đọc vỡ đề ạ, là mình đã làm cho mọi người đến đây rồi, coi như là đến đây rồi, và các bạn chỉ có viết theo cái ý mà mình đã đưa ra, xong rồi mình sẽ sửa cho các bạn thôi. Có điều là khi mà các bạn quên mất rồi, đúng không ạ, thì các bạn nhanh hơn, thay vì xem lại 1 tiếng video thì các bạn dở hàn sơ ra đó. Mình không không cấm cản gì cái việc đấy cả, mọi người cứ làm bài là tốt rồi, nhưng mình chỉ muốn làm cái mà chúng ta mong muốn với nhau ấy, là làm thế nào để các bạn không cần mất quá nhiều thời gian làm quá nhiều bài tập. Ví dụ nếu các bạn audit answer theo cách đấy, các bạn phải làm khoảng 20 bài thì các bạn mới bắt đầu nhớ được cái, bởi vì các bạn làm nào các bạn là chép lại mà, đúng không? Thì khoảng 20 bài các bạn bắt đầu nhớ được là à đọc như thế thì phải viết như thế. Nhưng nếu như các bạn có cái phần này các bạn cùng làm và học nghiêm túc cái phần này cho mình thì các bạn chỉ làm 3 bài thôi là các bạn có thể làm được rồi ạ. Đấy là lý do vì sao mà mình nói rằng là buổi nào cũng phải làm bài tập ngay thì các bạn chưa quên ấy. Tí nữa mình nói xong rồi, đến sáng mai đi làm có 100 cái thông tin khác vào đầu các bạn thì các bạn lại quên đi, đúng không ạ? Thì rất là phí ạ. Rồi ạ, đấy là cái việc thứ hai mình muốn nói cho ngày hôm nay. À, rồi ạ, việc thứ ba đấy là các cái thủ tục nhá. Các cái audit verb và các cái kiểu thủ tục, đúng không ạ? Đây, mình mượn luôn bài này để lấy ví dụ. Đây ạ. Mình có nói với các bạn là chúng ta có một số những cái động từ mình gọi là audit verb. Chắc các bạn cũng đã từng nghe rồi. A, E, I, O, U. Nghe như học lớp 1 ý, đúng không ạ? Chữ A stand for analysis. Chữ E là stand for inquiry. Chữ EI cho từ inspection. O, recalculation, observation. Observe và tính từ, quên động, danh từ là observation. Đang nói verb đúng không? Sorry mọi người, đang nói là verb thì là observe, inspect, inquire. Inquiry cũng là động từ luôn. Chữ U là recalculation. Đây là các audit verb các bạn có thể dùng. Ví dụ các bạn muốn riêng từ analysis mình bỏ ra ngoài này. Ví dụ các bạn muốn nói rằng là các bạn quan sát xem người ta làm như thế nào thì các bạn sẽ dùng từ inspection, đúng không? Các bạn quan sát chứng từ, các bạn kiểm tra chứng từ thì các bạn dùng từ inspect. Ví dụ các bạn kiểm tra cái hóa đơn, sau đó các bạn compare giữa cái hóa đơn và cái hợp đồng chẳng hạn, để xem là xuất hóa đơn có chính xác không, hay là đơn giá có đúng như trong hợp đồng không, gọi là dùng từ inspect. Inspect có nghĩa là so cái chứng từ này với một cái chứng từ khác, được chưa ạ? Inquiry có nghĩa là phỏng vấn, hỏi nghĩa là mình raise the question and reply the answer, được chưa ạ? Observe là quan sát. Quan sát thì có nghĩa là phải có một cái quá trình người ta làm, sau đấy cái quá trình đấy khi mà các bạn đứng xem ấy, nghĩa là các bạn có thể quay lại, có thể xem bằng mắt, nhưng mà nó là quan sát một quá trình. Ví dụ quan sát cái cách người ta kiểm kê, quan sát cái việc người ta đánh số chứng từ, hay là quan sát nghĩa là phải là một chuỗi các hành động thì các bạn mới dùng từ observe nhé. Được chưa? Recalculation là easy, mọi người dễ đúng không? Recalculation là chúng ta gì ạ? Chúng ta tính toán lại. Được chưa?
Thế thì có mọi người sẽ nhìn thấy là trong người ta dùng xin lỗi, trong answer người ta dùng những cái chữ này như thế nào. Đây là auditor response này. Một là inquire with the finance director how to return policy, thế không ạ? Hỏi. Đấy ạ, đặt câu hỏi và yêu cầu trả lời thì tôi dùng từ inquire. Đúng không ạ? Hay là ở đây người ta dùng từ review. Đó. Nghĩa là xem lại, soát lại, đúng không ạ? Hay là compare. Đấy ạ. Thì ở đây ạ, mình muốn nói với các bạn rằng là những cái động từ này là những cái động từ rất hay được hỏi đến, chúng ta phải dùng đến khi chúng ta nói đến auditor response. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn perform các cái test of control, khi các bạn perform các cái test of control hoặc substantive test và dùng các cái thủ tục thông thường thì đương nhiên phải dùng. Ví dụ các bạn đừng nói với mình rằng các bạn phải kiểm tra chứng từ. Đương nhiên các bạn phải kiểm tra chứng từ ạ. Nhưng trước khi kiểm tra chứng từ, nếu các bạn biết ở đây có rủi ro là ghi sai ngày thì các bạn sẽ phải chọn chứng từ như thế nào. Ví dụ như trong cái bài 71 các bạn làm ấy, người ta thu tiền trước 40% và các bạn nhìn ra được đấy là rủi ro có thể làm cho doanh thu bị manipulate, đúng không? Nhưng mà các bạn kiểm tra chứng từ phần doanh thu, các bạn sẽ kiểm tra thế nào? Thì nếu như các bạn nói rằng các bạn sẽ kiểm tra chi tiết các chứng từ phần doanh thu để đảm bảo nó chính xác, các bạn không được một điểm nào. Các bạn sẽ phải nói hai cái thủ tục nó liên quan đến nhau. Thứ nhất là nếu như các bạn muốn kiểm tra, vì nói thật là kiểu gì mà kiểm tra chứng từ, nhưng các bạn phải nói rằng là các bạn sẽ choose the sample of the revenue recognition around the year end. Around có nghĩa là trước và sau, đúng không? Và các bạn ensure, các bạn check và đảm bảo nó gì ạ? Ensure that gì ạ? Được record là đúng. Ví dụ như là giao hàng trước khi kết thúc năm thì record vào trước khi kết thúc năm, đúng không ạ? Nghĩa là đúng thời điểm, đúng không? Thứ hai là các bạn phải check các cái gì ạ? Subsequent payment. Subsequent payment là những cái khoản trả tiền ở đằng sau. Ví dụ các bạn trả ngày 30 giao hàng lần đầu tiên, ký hợp đồng là 30 tháng 12, lần thứ hai là 20 tháng 1 chẳng hạn, đúng không? 3 tuần sau một cái dường, đúng không? Thì các bạn sẽ phải lấy cái 20 tháng 1, lấy cái sample ngày 20 tháng 1 đi, có thể nói đã xa hơn cái around vừa nãy rồi, đúng không? Nó liên quan đến nhau là vì như vậy. Thì các bạn sẽ kiểm tra là cái giao dịch mà nhận 60% vào ngày 20 tháng 1 ấy, người ta ghi nhận doanh thu không nào? Người ta mà ghi nhận doanh thu năm trước cũng sai. Người ta mà ghi nhận doanh thu 40% vào năm trước, 60% vào năm sau cũng sai. Người ta chỉ đúng nếu người ta ghi nhận 100% vào năm sau, lúc người ta giao hàng xong thôi. Thấy không ạ? Đó, thì cái ví dụ đấy, mình nói ví dụ một cái thủ tục như thế để các bạn thấy là cái quan trọng của việc tôi phát hiện ra rủi ro và tôi phải đưa ra response ấy, là tôi phải làm một cái thủ tục gì đó khác so với thủ tục thông thường. Được chưa ạ? Thì các bạn cứ nhớ cái mẹo đấy ạ, để các bạn thấy rằng những cái thủ tục mà nó thông thường, ví dụ như là kiểm tra chứng từ thì sẽ không được điểm. Rồi, đấy là cái thứ ba mình muốn nhắc này. Cái thứ tư mình muốn nhắc trong cái bài này mà mình thấy cũng rất là quan trọng, đấy là mối quan hệ giữa test of control và substantive test. Thế đây nhá, các bạn nghe mình nói này. Khi các bạn assess, hôm nọ mình đang dạy các bạn đến hệ thống internal control system, đúng không? Nếu như cái hệ thống này nó hiệu quả thì các bạn sẽ rely on it, các bạn sẽ dựa vào nó. Và khi các bạn dựa vào nó thì các bạn sẽ làm gì ạ? Dựa vào ở đây có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là các bạn đánh giá là control risk của người ta thấp, đúng không? Cho nên dẫn đến là detection risk should be a bit higher. Và cái việc này học rồi nhá, thì dẫn đến là sẽ giảm thiểu số lượng các thủ tục substantive test. Được chưa ạ? Và chính vì thế, để có thể dẫn đến động tác này thì cái phần ở trên này chúng ta phải làm một thứ gọi là test of control. Chắc là trong cái lúc mà mình học với nhau mình sẽ phải nói rất nhiều lần cái việc này. Đấy là test of control là thủ tục kiểm soát cơ bản, và cái thủ tục kiểm soát ấy,
thì tôi sẽ chỉ đưa ra được một cái kết luận là hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả hay không và kiểm toán viên có dựa vào nó được hay không. Chứ tôi không đưa được ra kết luận là financial statement như thế nào. Được chưa ạ? Nhưng vì tôi đã đưa ra test of control và biết được là hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả, thì lúc đó người ta mới rely vào và làm các thủ tục substantive test. Nhưng nó chỉ có một chiều. Nghĩa là ban đầu ấy ạ, người ta phải đánh giá là hệ thống kiểm soát nội bộ có hiệu quả, có tồn tại một hệ thống kiểm soát nội bộ và có vẻ như là hiệu quả, đánh giá cảm quan ban đầu, understanding của nó mình học ấy ạ, là có hiệu quả, thì tôi mới làm test of control để tôi make sure cái điều đó. Được chưa ạ? Còn trong trường hợp ngược lại nhé, là internal control system mà không hiệu quả, không hiệu quả hoặc là không tồn tại, thì tôi sẽ bỏ qua, không làm test of control nữa mà làm toàn bộ tăng lượng substantive test lên. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Bởi vì người ta sẽ không tốn công vào làm test of control khi người ta biết rằng internal control system không tồn tại hoặc tồn tại nhưng mà không hiệu quả. Nên là nếu như bạn nào mà đã đi làm kiểm toán hoặc là thực tập ở công ty kiểm toán thì sẽ biết đấy là trong nhiều trường hợp các bạn đi kiểm toán các công ty nhỏ thì tại sao mà các bạn bỏ qua cái bước test of control mà làm luôn substantive test, kiểm tra chi tiết luôn, là vì như vậy. Vì ở những cái công ty nhỏ và kiêm nhiệm thì người ta không duy trì được hệ thống kiểm soát nội bộ đầy đủ chức năng, và vì thế nên là người ta sẽ không, kiểm toán viên sẽ không thực hiện test of control nữa, mà kiểm toán viên sẽ chủ động để đẩy lượng substantive test lên. Dạ. Đấy ạ, thế thì khi mà mình chấm cái bài này thì mình nhận thấy là có một số phần kiến thức mà mọi người có thể đã học rồi. Đấy, những cái này mình cũng đã nói đâu đấy trong các buổi trước rồi. Nhưng mà khi mà vào bài thì mọi người lại bị vướng. Ví dụ như là khi mọi người thấy hệ thống kiểm soát nội bộ không hiệu quả thì đáng nhẽ ở trong cái auditor response của mình phải là tăng lượng thủ tục xem xét tiết lên. Nhưng mà mọi người lại nói rằng là mọi người sẽ làm test of control nhiều hơn, thì cái đấy là nó impractical. Và cái việc đấy nó tố với examiner là các bạn không có practical đâu, và như thế thì các bạn sẽ không có điểm hoặc là các bạn sẽ không được reward, đúng không ạ? Đấy, thì mình có thấy bốn cái này là rất là quan trọng để nói với mọi người. Ok ạ. Với cái bài 71 mà mọi người làm rồi ạ, mọi người có thể nói với mình các bạn thấy có phần nào các bạn bị khó khăn không ạ? Có cái chỗ nào mà mọi người cần hỏi lại mình, hay là trong những cái mình vừa giải thích cho các bạn nhé, các bạn có chỗ nào các bạn còn chưa hiểu không ạ? À, em muốn hỏi ạ. Ừ, em hỏi đi. À, dạ vâng, thì cái em theo em hiểu thì khi mà mình làm test of control thì mình mới biết được là cái hệ thống kiểm soát nội bộ nó có hiệu quả hay không nhỉ? Thì khi đó mình mới tiến hành các cái substantive test nếu như mà cần ấy. Không, nhưng thế mà... thì cái đấy là mình hiểu chưa chính xác. Chị nói lại nhé. Nếu nó chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là em phải understanding. Không, nó chỉ dạy về understanding đúng không? Understanding thì có rất nhiều nguồn thông tin, còn nhớ không? Đi phỏng vấn xong rồi document ra ấy, nhớ không? Được sau rồi. Khi em đã hỏi người ta là anh chị ơi, cái phần này, cái thủ tục cho phần này như thế nào, hôm nọ chỉ còn lấy ví dụ về việc thanh toán, em nhớ không? Sau khi em hỏi xong, em có một cảm giác hoặc em phải đưa ra judgment là ở đây có kiểm soát, hoặc em nhìn thấy dấu hiệu của kiểm soát, ví dụ công ty này có internal audit hay là công ty này thuê ngoài internal audit đó, thì những cái thông tin như vậy, những cái dấu hiệu như vậy làm cho em cảm thấy em có niềm tin là ở đây có sự kiểm soát, thì lúc đó em sẽ design các cái test of control. Được chưa? Để em đảm bảo là hệ thống kiểm soát nội bộ ở đây có tồn tại và có hiệu quả. Hai ý nhá. Nó phải có tồn tại là một. Tồn tại nghĩa là nó thực sự được làm. Cái thứ hai là nó có hiệu quả, nghĩa là làm và đạt được đúng objective của nó. Thứ hai là trong trường hợp mà em không thấy có dấu hiệu, hoặc dấu hiệu cho thấy là hệ thống kiểm soát nội bộ ở đây không hiệu quả. Ví dụ, người ta làm ISO chẳng hạn, rất nhiều control, nhưng mà người ta lại bypass nó,
như kiểu làm để cho nó vui thôi, thì lúc đó bản thân mình phải đánh giá rằng là hệ thống kiểm soát nội bộ ở đây là không hiệu quả. Vậy nếu như kiểu hệ thống kiểm soát nội bộ không hiệu quả thì mình không nên làm test of control để chứng minh là nó không hiệu quả nữa, vì mình đã biết là nó không hiệu quả rồi. Mà lúc đó mình sẽ chỉ làm thủ tục test of control ở những cái chỗ nào cần thiết. Cũng có thể trong 5 chu trình hay 10 chu trình thì người ta chỉ có khoảng 1-2 chu trình người ta có thể kiểm soát rất là tốt. Dụ như là tiền thường người ta kiểm soát rất là tốt, nhưng mà tồn kho người ta kiểm soát không tốt, thì em sẽ không làm test of control ở kho, đúng không? Mà em sẽ tập trung vào substantive test. Đó. Thì cái đấy là cái mà chị biết là rất nhiều bạn bị nhầm, vì các bạn nghĩ rằng phải có kết quả test of control mới biết được hệ thống đấy có kiểm soát hay không. Nhưng thật ra cái kết quả của test of control á, nó mature lại cái judgment của kiểm toán viên ở giai đoạn understanding. Tại sao chúng ta phải understanding là vì như vậy. Thế còn rất nhiều người để hiểu nhầm là giai đoạn test of control chính là giai đoạn understanding, nhưng không phải. Understanding là các bạn, ví dụ các bạn đi làm kiểm toán ấy, thì các bạn biết là các cái phần của giấy tờ làm việc hôm nào chị sẽ tìm lại để chị đến hết qua kỳ nghỉ lễ chị đi làm, chị có cái USB, cái ổ cứng cũ ấy, chị show cho mọi người một cái file giấy tờ làm việc ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái file C của bọn chị là file làm understanding, là file ghi hết ra là các cái chu trình của họ được như thế nào, vẽ ra. Còn file đi là cái file mà chị làm test of control là phải thiết kế dựa trên cái understanding đấy. Có nghĩa là nó là hai giai đoạn khác nhau em ạ. Và cái kết quả của test of control đấy thì mới ra được là tôi nên làm chỗ nào nhiều, chỗ nào ít. Đấy, thì là bắt đầu từ những cái sau đó thì bọn chị sẽ mới làm test of control cho từng phần này. Đấy, thì cái đấy nếu có hiểu nhầm thì hôm nay chị correct lại nhá. Thì chị đọc chị thấy mọi người bị hiểu nhầm chỗ đấy ạ. Dạ vâng, em hiểu rồi, em cảm ơn. Ok. Vậy ạ, mọi người còn câu hỏi gì không ạ? Còn chỗ nào mọi người chưa hiểu rõ hoặc là nghe chị nói mà bị lờ mờ? Ok rồi nhá. Chị nói lại, hôm nay chị đã nói với mọi người về thứ nhất là cái có lẽ là với dạng bài này thì cái câu mà chị cần mọi người nhớ trong đầu nhất ấy là thủ tục cho phần auditor response phải không là những thủ tục thông thường đương nhiên đã làm, mà nó phải làm cái gì đấy add up cho cái thủ tục đó, bởi vì mình biết nó có cái rủi ro đó nên mình mới làm, đúng nhá. Ví dụ mọi người nhìn đây này, tất cả đề bài nếu như các bạn đọc các bạn sẽ nhận ra cái điều đấy ạ. Đâu rồi nhá? Ví dụ người ta nói rằng là có return policy, thông thường mọi người sẽ nghĩ là kiểu gì cũng phải check tất cả các cái giao dịch mà sẽ trả lại hàng, đúng không? Nhưng ở đây người ta trước khi người ta check lại các giao dịch đấy, người ta sẽ phải hỏi xem là cái thủ tục đấy như thế nào và cái thời điểm nào thì bắt đầu, đấy không ạ? Đấy, nghĩa là nếu như thông thường người ta sẽ không nghĩ ra. Hay là người ta nói đến một cái việc đấy là mua hàng từ tận châu Á xong rồi chuyển sang mất tận một tháng. Bình thường thì ai chẳng biết là tất cả cái giao dịch nhập hàng sẽ chọn mẫu ra để test, thì đấy là chuyện đương nhiên. Nhưng ở đây người ta sẽ biết là cái rủi ro này là cái câu chuyện một tháng này này, là sẽ dùng đường biển này, đúng không? Xong rồi sẽ phải giao hàng theo các cái phương thức vận tải như thế nào, ship hay phốp hay gì gì đấy, thì risk and reward and transfer ở đâu đó. Thế thì mình sẽ phải đây ạ, discuss with management the point at which inventory is recorded and review the contract to verify the requirement in place. Thấy không? Tôi phải kiểm tra hợp đồng và tôi phải xem là hàng tồn kho của tôi được chuyển giao ở thời điểm nào. Để từ đấy tôi còn đi tôi tìm xem Incoterm của tôi ấy là ship hay là phốp hay là export hay gì đó, và tôi biết thời điểm chuyển giao là gì. Đấy, mọi người nhớ cho mình là cái thủ tục cho auditor response ấy, nó sẽ khác với thủ tục thông thường. Được chưa ạ? Rồi ạ, bạn nào mà chưa làm, tại vì hôm nay có hai bạn nữa nộp thì có nghĩa là chị vẫn chưa nhận được cả 100% đâu. Nhưng mà mọi người chịu khó làm nhá, bởi vì mọi người thấy không ạ, viết ra mới thấy là nó không dễ như là chị nói, đúng không ạ? Buổi hôm nay thật sự xin lỗi mọi người là chị đang bị viêm amidan ở thanh quản, nên là thực ra nói đến đây là rất là khó rồi, cho nên chắc là mình chỉ học với nhau đến 9:30 thôi nhá. Chị sẽ gửi video chị hướng dẫn của lớp khác những cái bài
auditrix và auditor response. Mọi người nghe chị vỡ bài, nghĩa là một cái case như thế này, xong rồi chị vỡ bài, được không ạ? Và xong rồi mọi người làm những cái bài đó từng cho chị. Ví dụ như hôm nay hầu hết mọi người đang làm bài 71. Có thêm bạn Phương à, đúng không? Thì gửi chị hai bài à, 71, 72. Thì mai chị sẽ chữa cho bạn. Thường mọi người cố gắng gửi cho chị trước giờ học khoảng một ngày thì chị có thời gian để chị đọc ạ. Chứ còn nếu sát quá như hôm nay thôi, chị bị sát giờ quá, chị đang làm việc khác mất rồi thì chị lại không đọc được. Chị muốn nói với mọi người thêm một cái kiến thức nữa. Cái này là ôn lại thôi, thì tranh thủ chị nói luôn nhé. Đây là bài 73. Đây là bài specimen exam. Người ta hỏi các bạn để tính lại các chỉ số, đấy không ạ? Và các bạn sẽ thấy một cái lưu ý. Câu này nó đơn giản 3 điểm thôi, nhưng vì là chị muốn các bạn làm thử luôn để trước khi mà các bạn làm cái câu tiếp theo ở dưới. Ở đây người ta đã đưa ra một số các cái chỉ số này. Đấy, các bạn sẽ xem nhé. Người ta đưa ra là gross profit thì increase, đúng không ạ? Receivable collection period increase. Và người ta cho các bạn thêm thông tin này. Thì các bạn cần phải planning cái gì? Các bạn cần phải làm gì? Các bạn biết là receivable collection period đang increase và gross profit increase, thì các bạn sẽ phải tính những cái chỉ số liên quan đến những cái mà chúng ta đang có ở đây. Thứ nhất là các bạn có revenue, đúng không ạ? Actual năm 2004 là 18, revenue là 23, gross profit tăng từ 8 lên 12, thì người ta đã tính hộ mình gross profit rồi. Nhưng người ta có tính net profit không? Đấy, thì mình phải tính, đúng không? Cái thứ hai là profit ạ, gross profit hay là net profit mới là chỉ số mô tả tính profitability thôi. Chúng ta có mấy nhóm chỉ số, đúng không ạ? Chúng ta có profitability, chúng ta có gearing, chúng ta có tính liquidity, đúng không ạ? Vậy thì cái gợi ý ở đây là ba chỉ số ấy, là dựa trên ba nhóm đấy. Gearing là gì? Là tính cái phần nợ, đúng không ạ? Trên 4. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn có trade receivable, các bạn có trade payable, có overdraft, đúng không? Thì các bạn sẽ tính cho mình những cái chỉ số như là trade payable đây, đúng không ạ? Tiếp nữa này, các bạn sẽ nhìn thấy cái tính liquidity. Liquidity là tính current asset chia current liability, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ tính thử 2 năm. Có một cái nhận xét ngay mà ai cũng có thể nhìn thấy ạ. Đấy là mặc dù là revenue, gross profit tăng lên rất là cao, nhưng mà profit, tỷ lệ profit của 2005 thì đang thấp hơn so với cả actual 2006. Đó, thì mọi người thử tính ra. Cái phần này nếu các bạn không nhớ nhá, thì các bạn nhắn chị sẽ gửi lại cho các bạn để các bạn xem lại các cái công thức. Thực ra những cái này ở F8 ấy, thì phần này nó không khó. Nó dễ đến nỗi mà mọi người bảo nhau là đi thi F8 các bạn không cần mang máy tính, bởi vì là có tính toán mấy đâu, đúng không? Nhưng mà những cái môn mà như là môn F2, F3, F5, F7 mà đi thi không mang máy tính thì gần như là không làm được bài luôn. Đó. Các bạn có biết là tính cái ratio này để làm gì không ạ? Để chúng ta làm một cái thủ tục gọi là thủ tục phân tích. Khi mà chúng ta làm thủ tục phân tích ấy, thì chúng ta sẽ đưa ra được cái dấu hiệu là rủi ro nó nằm ở đâu. Đi học nó sướng hơn đi làm thật ở chỗ là đề bài người ta đã cho các bạn biết là rủi ro nằm ở đâu rồi. Đấy, người ta đã ngồi người ta kể hết với các bạn là sự thật là như thế này, nhưng bây giờ nó đang thế kia, đúng không? Trong thực tế thì tất cả những cái dòng người ta kể lại dài dòng đấy là các bạn phải tìm hiểu. Thì các bạn tìm hiểu bằng cách nào? Chính là bằng phân tích các chỉ số trên báo cáo tài chính và phân tích biến động của năm trước và năm sau. Thì một trong những cái cách mà chúng ta có thể sử dụng đấy là sử dụng các chỉ số này. Thì thỉnh thoảng cũng có bài người ta hỏi, nên chị muốn các bạn làm chị bài 73 Walter này. Đây ạ, 74 cũng là một cái bài có các cái chỉ số mà người ta đã, các bạn có thể ôn lại bằng cách tính ở đây, đúng không ạ? Đấy, các bạn thấy không? 74 vẫn là audit risk và audit response. Chị chưa yêu cầu mọi người làm câu D câu E nhé, bởi vì câu D câu E liên quan đến substantive test chúng ta chưa học ạ. À,
đấy ạ. À, ở phần bảy năm cũng có thể làm được rồi đây ạ. Ví dụ như bài March and June chính là bài vừa xong mà mình tìm answer một cách hú họa thì nó ra cái này đây đây ạ. Đây chính là bài này, thì mọi người sẽ nhìn thấy cái bài ở bài 76 này là bài mà chúng ta vừa mới đọc ấy ạ, thì nó có thêm một cái phần nữa rất là dễ, đấy là describe the precondition required for an audit, những cái điều kiện cần có trong một cuộc kiểm toán là gì, mọi người còn nhớ không ạ? Hôm đầu tiên chúng ta học với nhau ấy ạ, là nếu như lúc đầu tiên mình nhìn thấy rằng là tại sao thôi được, cái này mọi người tự xem lại nhá, mình đã nói với các bạn tại sao kiểm toán viên cần xuất hiện đúng không ạ, và đối tượng kiểm toán của chúng ta là gì rồi đúng không. Bài này cần seven audit risks đúng không. À, đây là Kelly Applins đúng không ạ. Này ạ, đúng là bài này đấy ạ. Đây ạ, các bạn nhìn thấy không ạ. Chúng ta nhìn thấy là chỉ khi nào chúng ta có, một là có báo cáo tài chính đã được lập và phù hợp với chuẩn mực. Cái thứ hai là họ có cái kiểm soát, các thủ tục kiểm soát. Và cái thứ ba là họ đồng ý cung cấp cho chúng ta thông tin. Được chưa? Đấy là pre-requirement. À, đấy, sau đấy thì đến cái bảy cái rủi ro, sau đó các respond. Ở đây á, đây là examiner, đây là bài trả lời của examiner, thì các bạn thấy là người ta sẽ biết nhiều nhất có thể để cái người marker ấy ạ, người ta dùng cái này, người ta chấm điểm cho các bạn. Các bạn viết đúng vào đâu ạ thì người ta chấm vào đấy. À, có một điều này nữa nhá. Đấy là nếu như người ta yêu cầu các bạn viết 7 á, các bạn cố gắng viết đúng 7 nhưng phải có thói quen là phải planning trước để viết đúng 7 cái sẽ được điểm. Mình nói lại nhé, người ta yêu cầu viết 7, các bạn đừng viết nhiều hơn, bởi vì nếu như các bạn viết nhiều hơn nhé thì các bạn tạo ra một cái ấn tượng cho marker là người ta đã nói rồi nhưng mà mình không nghe. Mặc dù có một số thầy cô ấy, thì sẽ khuyên các bạn là viết 8, 9 để làm gì ạ, để đề phòng trong số những cái ý mà tôi viết ở trên xong rồi tôi bị sai thì người ta vẫn chấm điểm cho tôi đúng không ạ. Nhưng mà các bạn ơi, marker của môn F cái môn audit ấy ạ, đều là auditor cho nên người ta rất là chính xác. Examiner answer thì người ta viết rất nhiều, để các bạn viết vào đâu, trúng vào đâu thì người ta sẽ chấm vào đấy, người ta sẽ so vào đấy ạ. Nhưng người ta không muốn các bạn viết thừa. Người ta đã nói rất là nhiều lần trong các bài nhận xét của examiner comment ấy, là tại sao tôi bảo 8 mà người ta lại cứ viết 10 thế nhỉ? Hay là tôi bảo 7 mà cứ viết 8 thế nhỉ? Đó. Đấy là cái đầu tiên mình nhắc các bạn. Và vì thế nên là có những cái, nếu các bạn đọc bài chữa của mình ấy, thì có những cái mình sẽ khuyên là cái này không nên, rủi ro này không nên viết, hoặc là mình hay viết là mình hay nói với các bạn rằng là hai rủi ro này của em là trùng nhau rồi, và vì trùng nhau cho nên là hai audit risk mà trùng nhau thì cái phần response nó không biết viết thế nào, có phải không đấy ạ. Thì mọi người sẽ lưu ý để không bị trường hợp đấy nhá. Ở cái câu này, các bạn làm câu này ạ, thì các bạn còn học thêm được một cái liên quan đến professional skepticism có 3 điểm thôi. Nhưng mà ở trong bài này thì người ta nói đến cái tình huống mà các bạn apply professional skepticism. Ví dụ liên quan đến revenue recognition, đúng không ạ? Vì nó có return policy cho nên chúng ta sẽ phải dùng một cái professional skepticism để chúng ta xét đoán xem liệu rằng có phải người ta đưa cái return policy này vào để manipulate revenue hay không. Có warranty provision, nghĩa là phải ước tính đúng không? Cái gì mà liên quan đến ước tính ấy, thì cũng có thể có rủi ro là bị sai sót. Đó, thì chúng ta sẽ phải dùng professional skepticism. Hoặc ở đây có fraud, thì mình nhìn thấy là bởi vì đã as a fraud has been committed during the year, đúng không ạ? Thì mình sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện là sao lại có một cái sự việc sai trái mà nó lặp đi lặp lại, hẳn là hệ thống kiểm soát nội bộ ở đây có vấn đề đúng không ạ. À, đấy thì các bạn có thể học thêm các cái tình huống, các cái câu hỏi loanh quanh những cái phần mà chúng ta đã học rồi nhưng mà chưa vào đề bài ấy ạ, thì các bạn có thể học để các bạn nốt ra được ạ. Chị nghĩ rằng là chị muốn dừng lại để các bạn làm bài tập, và nghĩa là chị muốn các bạn có thể
có thể hai lựa chọn nhé, chứ không bắt là các bạn phải làm đúng bài nào đâu nha. Một là các bạn có thể giúp chị là làm đây, ví dụ như này. Đây ạ, mình sẽ phải tìm chả biết dùng nào cái này cơ, content. Đây ạ. Đây ạ. Ví dụ như là có một phần mình có hai cái file này mình sẽ gửi cho các bạn này. Đây ạ. Thì ở đây mình có chữa một bài. Thì các bạn nghe cái video này và các bạn làm giúp mình cái bài mà mình phân tích ở trong này, được chưa ạ? Để các bạn có thể làm quen với việc viết đó. Và đồng thời cái bài này mình cũng list ra rất nhiều audio fix và các cái chuẩn mực response của nó. Thì cũng hay, cũng được. Cái thứ hai là mình sẽ gửi cho các bạn, mình có rất là nhiều các bài chữa này rồi ấy, nên là mình không muốn muốn đọc nói lại thì mất thời gian của mọi người ấy. Cái này thì đó, thì nữa mình sẽ gửi cho các bạn hai cái video đấy ấy, để các bạn xem thêm. Đấy là hai cái cuối kỳ trước mình đã tóm tắt các cái nội dung đấy để các bạn có thể làm ấy ạ. Thì mình có thể làm cái đấy. Mọi người có thể làm luôn cái bài đấy cũng được nhé. Vì cái bài mình share với các bạn một cách search nữa này. Các bạn dở Google ra. Xong các bạn gõ giống như vừa đấy mình có thể ý mình gõ ạ. Mình gõ ví dụ như là ACCA F8 hoặc là audit để nó mới đổi tên ấy. Xong các bạn gõ luôn cái đề mà các bạn muốn tìm. Ví dụ như vừa nãy mình định tìm đề June 2021 đúng không? Đó. Ví dụ mình muốn tìm question thì mình gõ question mà. Đấy ạ. Thì nó sẽ ra ngay question như này, các bạn tìm rất là nhiều chỗ, đấy không? Đấy ạ. Thường thì mình sẽ lấy luôn ở trên ACCA. Trường hợp thứ hai đấy là các bạn có thể muốn tìm cái tên nào thì mình ví dụ như là mình gõ thẳng cái tên đấy vào đây, ví dụ như vừa nãy chúng ta đang đọc bài này nhá, sau chúng ta thấy người ta mở ngoặc là June 2013 đúng không? Kangaroo Construction đúng không? Thì các bạn muốn xem answer của examiner thì các bạn ấn cho mình này ACCA F8 June 13 Kangaroo. Thấy không ạ? Nó là ACCA Past Paper Question 3B. Đó. Thì các bạn nhìn thấy, các bạn sẽ thấy ngay là đây là đề của Kangaroo đây. Thấy không ạ? Đấy. Thì mọi người có thể tìm mình, tại vì bây giờ ấy ạ, là chúng ta không có, bây giờ chúng ta không có cái ngân hàng đề thi như trước đây nữa đâu ạ. Đó, nên là bây giờ các bạn đành phải tìm như thế. Và đấy là lý do vì sao mà mình phải mua sách của BVP để gửi cho mọi người khi học. Bởi vì nếu không thì mọi người sẽ không có cái gì để bám vào cả. Còn thực ra trước đây, những năm trước ấy, khi đây, kiểu bài Kangaroo đây này, mọi người thấy không? Audio response luôn là 1, thấy chưa? Audio rig xong ở bên kia audio response luôn đấy. Còn nếu mà trước kia ấy, thì mình thường không dùng sách của BVP mà mình dùng luôn past year question để mình làm. Ok ạ. Rồi ạ. Thật ra là hôm nay bác sĩ cũng không cho mình nói đâu. Nhưng mà vì hôm nay mình chấm bài xong mình thấy hốt hoảng quá. Và mình nghĩ rằng là các bạn nhất định là phải nghe mình nói bốn cái việc ngày hôm nay mình cần nói ngay. Và mình sẽ chấm hết các bài của các bạn. Cho nên mọi người cố gắng làm càng sớm càng tốt. Thậm chí là xin phép mọi người là hôm nay mình cho nghỉ sớm. Nhưng mà nghỉ sớm thì mọi người làm bài tập cho mình được không ạ? Sau khi, hoặc là mọi người nghe video của mình gửi ngay về trong group bây giờ. Sau khi mọi người nghe xong thì mọi người làm bài cho mình nhá, để các bạn gửi cho mình càng sớm càng tốt nha. Nếu như các bạn gửi ngày mai, mai là kỳ nghỉ lễ, mình vẫn đang nghỉ lễ, mình sẽ chấm ngay cho các bạn. Nhưng nếu mà các bạn gửi đến thứ 7 mới gửi thì thứ 6 mới làm, xong thứ 7 mới gửi thì một là quên mất rồi, hai là mình lại bận thì mình lại không xem được ngay, được chưa ạ? Rồi ok ạ, mọi người còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Để mình đi tìm video mình gửi các bạn đây.
Ok, mọi người không có câu hỏi gì nữa thì hôm nay mình tạm nghỉ ở đây các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn ạ.